Bây giờ mình chuyển sang một cái chủ đề mới, đó là chủ đề gì như biết không? Let's do some sport, chủ đề thể thao rồi ha. Let's do some sport. Rồi bây giờ Như hãy kể cho cô nghe những cái môn thể thao mà con biết nè. Let's do some Badminton. sport. Badminton. Rồi what else? Còn gì nữa? Kể cho cô 10 cái đi. Kể cho cô 10 môn nha. Soccer. Soccer. Hai môn rồi. Hút bồn cầu gì đó. Cái trò gì đó. Hút bồn cầu á. Cái trò mà của nước ngoài của nó. Hút bồn cầu là hockey. Hockey. Thế sao cũng hút. Không phải là hóc mà là hockey. Hóc hóc chữ hò đó ta. Hockey. Đây ha. Hockey. Hockey, được chưa? Hockey là môn thứ tư rồi ha. Rồi kể cho cô 6 môn nữa nè. 6 môn nữa. Kéo co. Đúng rồi, chính nó. Kéo co là chữ gì nhớ không? Cái con hôm qua mình học là chữ gì? Thất thất. Thất là chưa đúng. Có ba chữ rồi. Ba chữ nè. Cái con có ba chữ là thất gì? Thất ập quá. Đúng rồi, tip of war. Rồi, 5 cái nữa. Five more. Dẹp đi không biết. Nhiều mà. Bóng chuyền nè, bóng rổ nè, bóng chày nè. Volleyball. Volleyball, tiếp tục. Bóng rổ. Basketball. Bóng chày. Baseball. Đúng rồi. Hai cái nữa. Đạp xe đạp của môn thể thao nè. Sport. Riding a bike. Hoặc là go sailing ha. Rồi one more. Cho cô thêm một cái nữa. One more. Một cái nữa nè. Một cái nữa. Một cái nữa cho tôi đi. Một thể thao nữa. Skipping. Nhảy dây. Skipping. À. Skipping. Nhảy dây đúng không? Skipping, nhảy dây cũng là môn thể thao nè. Rồi, ok. Rồi, bây giờ bắt đầu. Đây ha, nhìn cho cô đây những cái môn thể thao mà mình có thể biết được nè. Shaolin Bolt nè, cũng là môn thể thao nè. Fishing nè. Đó, fishing nè. Rồi gì nữa, swimming nè. Quá trời luôn ha. Playing basketball nè, hockey nè. Table tennis nè. Bóng bàn nữa nè. Table tennis, tennis nè. Đúng không? Rồi, bây giờ cô có two character, hai nhân vật ha. Who said what, write the word in the sentences. Bây giờ hai bạn này nói đúng không? Bây giờ mình sẽ chọn những cái từ để thích hợp, điền vào cái khung thích hợp những cái lời của bạn Fred và bạn Vicky nói. Đầu tiên có một cái ví dụ bên khung của bạn Vicky nè. Đó là chữ play.
Rồi tương tự như làm cho cô ha, lấy từ trong cái khung ở trên và điền xuống cái lời nó thích hợp cho cái kia nè. À. What problem? Chuyện gì như? What happened? Rồi, continue. Tiếp cho cô. I played tennis in the morning and... And watch... Watch a DVD. Watch a DVD. Rồi, continue. Tiếp theo. Đúng không cô? Đúng rồi con. What? DVD thì mình watch ha, còn CD mình mới listen. Rồi, continue. Tiếp tục cho cô. Continue. In the evening, our dog jumped in some water. Nhảy xuống nước ha. Rồi, continue. Tiếp tục. Dad. Dog. Dad. Club. Dog. Do that. But it was funny. Cloud cười á. Cười là laugh ha? Chắc không? Chắc. Đáp án của mình phải là sao thiệt. Đáp là lớn. Don't do that. Đừng làm thế. But it's for funny. Rồi, phải là chữ sao thiệt ha. Là lớn. Rồi, dòng cuối cùng như điền cái gì con? Cười. Cười. Ai gì? I laugh a lot đúng không? I laugh a lot đúng rồi. Cười lớn. Rồi, các bạn Fred. Tell me what? Okay, I play hockey in the morning, and I jump at home, and I show at home, and I watch. Sunday work okay. I play. Đầu tiên là chữ chơi. What? Play hockey. What? What? And I watch. Chính xác. Xem một cái trận football on TV. Rồi. But my mouth. My mouth. My mouth như thế nào? Cái gì là out of its box đó, nó nhảy ra ngoài cái hộp. Vậy là mình dùng jump. Jump, không phải jump it ha. Jump out of its box in the evening. And mom như thế nào? Help. La. Đúng rồi, chữ la là cái gì? Sounded. Và cuối cùng là it rain a lot. Chiều mưa lớn ha. Rồi, trong cái đoạn văn này thì có hai chữ như cần lưu ý cho cô, đó là chữ jump và chữ sound. Jump và sound ha. Còn những chữ còn lại thì như đã biết rồi. Chỉ cần nhớ hai cái từ mới cho cô. Jump, nhảy, sound và la ha. Rồi, vậy thì cái đoạn bên phía tay phải là của bạn Vicky, còn cái đoạn phía bên tay trái là của bạn Fred ha. Fred. Rồi, bài tập tiếp theo. What did Peter do last week? Listen and draw a line from the day to the correct picture. Ở đây ví dụ người ta là Wednesday rồi. Cái dạng bài tập này từng xuất hiện trong cái bài khác. Từng xuất hiện trong cái bài khác. Đó, những cái thứ xong rồi hoạt động nào gắn ứng với cái thứ nè. Rồi. Đây. Những cái hoạt động có ở trong bức tranh người ta đã cho sẵn cho mình rồi ha. Như giúp cô đọc bức tranh A đi con. Watching faces on TV. Rồi. Watching faces on TV có nghĩa là gì? Xem cô cá trên TV. Đúng rồi, xem cô cá trên TV. B. We were with the food on a picnic table behind them. Có nghĩa là gì?
Rồi với đồ ăn trơn bụi bít nít. Không, chúng tôi bơi. Women with the food on a picnic table behind them. Chúng tôi bơi kế bên cái bàn ở trên có đồ ăn. Chúng bơi cùng Mà với có một vài những cái món ăn ở trên một cái bàn dã ngoại phía sau lưng họ. À, có nghĩa là vừa tắm rồi có cái bàn có đồ ăn đó thả trôi trên trên biển đó là mình ăn. À, rồi với chân C. flying hockey with a clay là không thấy thế rồi. With a lake and dirt in front of them. Behind them. Đó, vậy thì đi có nghĩa là đi có nghĩa là chơi cái gì? Table tennis là môn gì? Ok, ở cái mưa mà. À, con đang ở cái trên mưa C mà. Đúng không? Rồi, C. Play hockey with a lake behind them. Hockey là môn gì? Môn hút không cầu. Khúc không cầu, chơi khúc không cầu. Tiếp theo, table tennis. Cái gì? Table tennis. Table tennis with a clay and dirt in front of them. Vậy table tennis là gì nhé? Chơi là bóng bàn. Đúng rồi. Không nói ta. Table tennis là bóng bàn. Ping pong. Hoặc mình còn gọi là ping pong ha. Sailing a boat. Sailing a boat. Bơi, thuyền. Và playing baseball là chơi bóng chày. Rồi bây giờ mình nghe nha. Mình nghe cái những cái hoạt động của những bức tranh này ứng với ngày thứ mấy nha. Are you ready? Rồi. Listen one time. Thử nghe một lần ha. Listen one. Nghe một lần ha. Rồi. Để xem coi như có trong một câu một lần như có thể nghe được hết không ha. Bắt đầu. 16B. Let's do some sport. Look at the pictures. What did Peter do last week? Listen and look. There is one example. Hello, Peter. Where were you last week? I was on a sports holiday with my school. Did you have lots of fun? Yes, I did. Wednesday was the best day. We went sailing on the lake. Great! Can you see the line to the word Wednesday? On Wednesday, Peter went sailing. Now you listen and draw lines. 1. What did you do on Tuesday? Oh, the weather was great that day. On Tuesday, we played hockey. And did you enjoy the game? Yes. It's my favorite sport, I think. Good. I like it too. 2. And was Monday good too, Peter? No. It rained a lot that day. So we played some games inside. Then watched a DVD. Oh, and what was it about? Fishing. But I don't like that, so it was boring. Oh dear. 3. But Thursday was more fun. Good. What did you do? We played table tennis next to the lake on Thursday. I'm good at that. Did you go swimming there? The water was too cold for that. Oh. 4. Was there a swimming pool there? Yes.
But we only went there one morning. Which day was that? On Saturday. No, sorry. I mean Sunday. I jumped in the water and everyone shouted at me. Peter! Rồi, sao? Nhớ đáp án cho cô chưa? Nhiều quá con nhớ không nổi. Con nhớ được số 2, số 3. Thứ rồi. Hai là... Thứ hai là gì? Là play hockey. Ừ, thứ hai là play hockey. Rồi, thứ ba là gì? Không nhớ. Vậy thứ hai là thứ mấy nữa? Con nhớ thứ mấy thì con đọc cho cô. Từng câu thì quá dễ rồi. Ta nghe một lượt thì mới khó chứ. Từng câu quá dễ. Cô ta nghe lại. 16B is one example. Hello, Peter. Where were you last week? I was on a sports holiday with my school. Did you have lots of fun? Yes, I did. Wednesday was the best day. We went sailing on the lake. Great! Can you see the line to the word Wednesday? On Wednesday, Peter went sailing. Now you listen and draw lines. 1. What did you do on Tuesday? The weather was great that day. On Tuesday, we played hockey. And did you enjoy the game? Right. What is your answer? Tuesday là playing hockey, đúng không? Yes. It's my favorite sport, I think. Good. I like it too. 2. And was Monday good too, Peter? No. It rained a lot that day. So we played some games inside, then watched a DVD. Oh. And what was it about? Fishing. But I don't like that. Rồi, Monday thì hoạt động nào? À, cái câu A. Câu A, watching fishing on TV. So it was boring. Oh dear. 3. But Thursday was more fun. Good. What did you do? We played table tennis next to the lake on Thursday. I'm good at that. Did you go swimming there? The water was too cold for that. Oh. Rồi. Tiếp theo thứ mấy? Rồi hoạt động gì? Thứ sáu. Friday hay là Thursday? Friday. Friday hoạt động là gì? Play tennis. Playing table tennis, đúng không? Rồi, listen again cho cô, phải Friday không ha? Play table tennis next to the lake on Thursday. I'm good at that. Rồi, on Thursday nha, không phải là Friday nha. Con nghe được từ Thursday không? Next to the lake on Thursday. Đó. Rồi, continue. There. The water was too cold for that. Oh. Was there a swimming pool there? Yes, but we only went there one morning. Which day was that? On Saturday. No, sorry, I mean Sunday. I jumped in the water and everyone shouted at me, Peter! Rồi, cuối cùng đáp án của mình sẽ là Sunday với picture B ha. Rồi. Đó không biết mà. Find the answer to the question right number. Yeah. I play a different game one day.
trong ba câu này ha, là và ba cái câu mà có những cái ô tròn ở bên phải á, bây giờ con tìm câu trả lời thích hợp cho những câu hỏi cho cô từ câu 1 câu 3. Câu số 1 với đáp án nào. Câu số 1 con nói với chấm tròn thứ mấy? Basketball. Baseball. Vậy là one là baseball. Number two. Number two. On Friday. On Friday. When là khi nào ha? Was it fun? Đó là yes, it was great. Yeah, easy đúng không? Không gì khó hết. Trời đơn giản quá. Rồi, Q&A. Q&A. Do you like football? Do you play football? Where do you play? Do you like watching football? Who is your favorite football player? Rồi, 5 câu hỏi này như trả lời cho cô ha. Trả lời nếu như kịp giờ thì mình sẽ play game. 5 câu hỏi này là hết rồi hả? Chưa hết, nhưng mà nếu trả lời được thì mình sẽ play game, còn trả lời không được thì mình học tiếp. Trả lời sao cô không nhắc nha. Nếu trả lời tốt thì no. mình chơi game ha. Do you like? No, I don't. No, I don't. No, I don't, chưa đủ. No, I don't like. I don't like football. Ủa nó không nhắc được sao teacher nhắc kìa. Bởi vì cô không, mà cô không chịu nữa. Cô nhắc mà còn không chịu nữa. Cô muốn cô trả lời đúng mà. Rồi, kêu cô không nhắc nữa. Là tự biết giống câu 1 rồi ha. Yes. Câu 2 là yes, I do. I can play football. Rồi, tiếp tục. Where do you play? Where do you play? Suy nghĩ kỹ nha. Đọc kỹ câu hỏi nha. Câu qua. Where do you play? I play in Saturday. What? I play gì cô chưa nghe đó. Play. I play in Saturday. Rồi ok, tiếp tục number 4. On đưa đúng chứ? Rồi in. On Saturday. Rồi tiếp đi number 4. No, I don't. I don't like watching football. Number 5. My dad. My dad. Nhưng mà number 5 trả lời ngắn gọn, có gì trả lời nguyên câu cho cô đi. Trả lời nguyên câu. My favorite football player is. My favorite football. Ủa phải có. My dad's favorite football player. Ở đây cô hỏi con mà who mà là ai là cái người mà cầu thủ yêu thích của con mà cô đâu hỏi là do dad đâu. Là sao cô? Con đọc kỹ câu hỏi con who. Dịch từng chữ who là ai? Your favorite football player. Ai là cầu thủ yêu thích của bạn? Ai là cầu thủ đá banh yêu thích của bạn? Chứ cô đâu hỏi là dad. My favorite football player is Quang Hải. Rồi ok. Ở đây để coi như trả lời được mấy câu ha. Trả lời được 4 câu. Còn câu số 3 chưa trả lời được. Where do you play? Là người ta hỏi cái địa điểm mà con chơi football á.
ở trên con đã nói là no, I play don't brown. Play football rồi. Ừ, con nói là I play at the playground cũng được. Đúng không? Chứ đâu phải là họ quen đâu mà con trả lời Saturday. Vậy là học tiếp ha. Rồi. Kỳ quá, trên 3 câu rồi con phải chơi. Mà hồi nãy cô nói là đúng hơn 5 câu cơ mà. Có đâu cô nói 3 câu đâu. Đúng không? Rồi, vậy câu này dán đúng bây giờ mình bắt đầu mình chơi nè. Choose the correct word and write them on the line. Đó, cái đoạn văn của cô ha. Choose the correct word and write them on the line. Cái khó của cái này là không có cái đáp án cho con chọn sẵn, con phải tìm từ để mà điền vào ha. Rồi, làm lẹ cho cô nè. Number one, làm lẹ nè. Number one như điền chữ gì nè? Không có mẫu sao mà làm trời. Vậy mới khó đó con. Vậy mới khó, mình thử thách đi. Mình thử thách bản thân mình đi. Mệt. Không biết ngủ là từ nào thì có ít nhất phải cho từ chứ sao vậy. Trong khi người ta có cho vậy cô. Bài này là cái bài mức độ khó ha. Con thử sức của con xem. Thử sức đi. Là ví dụ như là câu số. Câu ví dụ của người ta là be born around the world. Đó chứ đều là người ta phải tự điền vào ha. Play football but the first people. The first people như thế nào? Mình điền chữ gì vào đây? Cô điền giúp kia chữ thứ 1, chữ thứ nhất nha. Rồi, đó là chữ run. Chữ run là đáp án câu số 2, còn số 1 là chữ who. Đó, nếu như mà Như không thử thách được tự điền thì bây giờ cô cho sẵn đáp án là Như làm cho cô đi. Cô hạ mức độ sẽ rồi đó. Yeah, football player friend a park 8 km. Look at football in four countries. In America and Canada, some people call. Damn. Ừ, number two, chị đáp án nào? Câu 3 rồi bà cô. Cái bài chiêu á, cái bài chiêu cô nghe, chưa được nghe được đáp án. Cái bài chiêu cái đáp án nè. Run. Run có S hay không S? Hay là in, running? Bình thường đi. Không S đúng không? Không S là đáp án chính xác. Đúng rồi, bởi vì football player là danh từ số nhiều ha. Là number 3, cái đáp án nè. Cô biết chọn chữ nào thì sẽ đọc ngược lên câu trước. Đêm. Đêm. No, ít chứ con. Ít nè, thay thế cho chữ the game ở phía trước nè. The game là số ít. The game à. Nhưng phải dùng chữ ít ha. Còn đâm là số nhiều rồi. Cô nói là phải đọc ngược lên câu trước ha. Thì ngược trên cái chữ này chính là chữ game nè, the game nè. Chữ ít là thay thế cho chữ the game ha. Number 4, câu số 4. Because mom will when đi. When, đúng rồi. Khi anh ấy 5 tuổi là anh ấy đã có thể đá chế banh. Rất là giỏi rồi. Đá banh rất là giỏi rồi. Number 5. Cái này thì thường gặp quá rồi ha. The internet on. Cái gì? On, chính xác. Thường gặp đúng không? On the internet, trên mạng. Rồi. Trở lại những câu hỏi này ha. Rồi. What is another name for football? Ngoài football ra còn chữ nào mình có thể nói để mình nói về môn thể thao đá banh nữa?
Ngoài football ra. Còn bị đi dùng với người ta đó nha. Tuy nha, Như đã học rồi ha. Football và chữ gì nữa? Run. Không phải, chữ football có nghĩa là bóng đá đúng không? Cái chữ đó. Hai con ghê à. Là con ghê. Đi chưa? À, hai cái rồi đó. Cái thứ ba là không. Ý cô là trả lời câu hỏi này cho cô nè. What is another name for football? Trả lời cho cô ấy cầm màu đen á. Trời màu đen à. Dịch đấy cô trả lời. Sao lại bắt cô dịch? Con thử dịch xem. Cái này dễ mà có từ nào mới đâu. Ra kiểm tra rồi ai dịch giùm con. Con. Ừ, thì bây giờ con tự dịch đi. Cô tự dịch đi. Cô tự dịch đi. Vậy sao con không dịch? Cô nói mà. Cô nói sao? Cô nói là cô dịch đi. Đó cô tự Như ơi, tập trung học đi con. Đừng có giỡn nữa, bây giờ mình học xong rồi muốn giỡn. Câu này dễ mà. Rồi lại lên. Lại lên cho cô đáp án đi. À, trả lời sao ta? Thì trả lời cái tên ra là không? Gì? Tên... Ừ. Ngoài football ra còn chữ nào nữa có nghĩa là bóng đá? Lionel Messi. Con hiểu câu hỏi không? Tên gọi khác của football là gì? Soccer. Đúng rồi. Dễ chứ bộ đúng không? Đâu khó đâu. Soccer. Tiếp theo. Cái bài này đang nói về cái cầu thủ tên gì? Lionel Messi. Ừ, con biết anh này không? Không biết hả? Dễ lắm, cô chỉ cho. Lên Google tra là biết liền à. Google tra cái tên này là biết liền ha. Rồi, tiếp theo. Where do people play this sport? Thường thì người ta sẽ chơi cái môn này ở đâu? Ground là mặt đất. Playground là sân chơi. Sân thường chỉ có trẻ em mới chơi thôi. Continue. Ở Canada, America. Sao? Ở đâu? Where? Canada và America. Rồi, đáp án của Như là America và Canada. Đáp án của mình là in a lot of country, không những America và Canada mà còn ở những quốc gia khác nữa. Việt Nam mình cũng có mà. Đúng không? Việt Nam mình cũng có mà. Rồi, lý do tại sao mà Như nghĩ là America và Canada? Có phải là Như thấy trong cái bài nó ghi hai chữ đó không? Chính xác. Rồi, Như đã bị dụ rồi ha. Như đã bị dụ rồi. Đọc kỹ lại cho cô tại sao con bị dụ. Tại vì con quá khuyên người. Không phải, bởi vì hả? Chưa có đọc kỹ. Bởi vì Như chưa có đọc kỹ. Đặt cho cô đi rồi con biết tại sao con bị lừa. Ở đây người ta nói là cái game này được gọi là football ở phần lớn những quốc gia
Nhưng mà ở Mỹ và Canada thì người ta gọi là soccer. Nó không có liên quan đến thông tin là where do people play this sport. Đúng không? Đó. Vậy thì mình phải tìm thông tin ở đâu? Với tìm thông tin ở trên đầu bài á. Thông tin của mình là phải tìm ở đầu bài cơ. Đây. People on round the world là mọi người trên khắp thế giới play phone luôn. À, không những ở Mỹ và Canada mà là on around the world, cả thế giới luôn. Rồi Như ơi, hôm nay không kịp chơi game rồi, qua bữa sau mình chơi nha. Ngày mai mình chơi ha. Ngày mai đầu giờ mình chơi. Rồi, ok. See you again. Goodbye, you. Good night. Good night. Right. Bye, come.